Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lá Bích Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp ha. Thì mặc dù là cái game này của mình làm khá ít bạn xem, nhưng mà có bữa vẫn có một bạn xem rồi khen vì cái nói là game này hay. Thì nói chung là cảm ơn cái sự ủng hộ của bạn ha. Rồi, hiện tại thì mình vẫn chơi tiếp game này thôi. Dù mình nói rồi, mình chơi game là vì cái hứng thú. Cho nên là dù các bạn có xem hay không, hay là ít người xem hay nhiều người xem gì, mình vẫn sẽ chơi thôi. Thì đó, rồi nói chung là mong các bạn cũng hiểu là tại sao các bạn nói mình làm game này làm game kia, nhiều người xem lắm mà mình lại không làm. Mình nên làm một số con game mà nó ít người xem, thì thật ra đây là lý do này. Nói chung là mình làm vì cái sở thích của mình, vì cái đam mê của mình, và mình chia sẻ nói với là những cái bạn mà thực sự có chung cái đam mê với mình, chứ cũng không hẳn là mình làm review là mình nói rồi mình có kiếm tiền nhờ YouTube đâu. Thành ra là mình cũng chẳng cần gì mà các bạn phải like hay share video gì cả. Chứ mình là các bạn ghé qua cái video của mình, các bạn thưởng thức video chừng vài giây hay vài chục giây với mình cũng vui lắm rồi. Có những cái video của mình người ta coi chưa tới 1 phút nữa là thời gian coi trung bình ấy, chứ coi chưa tới 1 phút mà. Nhưng mà không sao, với mình vậy cũng được rồi các bạn à, mình không cần gì hơn nữa cả. Mấy game này cũng cũ lắm rồi, giờ chả ai xem hồi kỳ mình. Có bạn còn nhắn cho bình luận trên cái video này của mình nói là lâu lắm rồi mới thấy có một người quay Samurai Warriors up lên. Thì thật sự cái game này dạo gần đây của Koei nó cũng đến cái giai đoạn thoái trào rồi các bạn. Tại vì thật sự thì nó cũng không còn hay như cái thời ban đầu, nó do ngày nay có nhiều game hay hơn rồi. Còn cái game này nhìn chung là nó dễ chơi, dễ tiếp cận đồ thôi. Nhưng mà nó giống như là, nếu mà so với dòng show bây giờ nó không có hay bằng. Tại nhìn chung thì nó cho nhân vật chúng ta là quá bá đạo các bạn không. Chứ là nhân vật chúng ta mạnh quá, thành ra là khi mà chơi chúng ta không có cảm thấy được cái sức nặng của cái nhân vật. Nhưng mà chúng ta giống như là một siêu anh hùng mà càng lướt giữa kẻ thù vậy đó. Nó không phải như Neo mà một cái kẻ thù mà có thể nói là coi là yếu đuối cũng có thể là tiễn chúng ta về trời. Chơi Neo hay Dark Soul mấy con quái tàu lao nó cũng cho mình đi luôn cũng được nữa đó. Còn bên này thì hầu như có mấy thằng tướng nó mới gây khó được cho mình. Còn nếu mình chơi Nightmare giống hiện tại mình đang chơi này thì mấy thằng lính cũng có thể nguy hiểm. Nhưng mà nhìn chung đó là khi mà nó đã vô vùng hồng vùng đồ thôi, còn mấy vùng trắng này nó muốn chơi mình khó lắm. Như là game này thì nó vẫn game của Koei xưa giờ thì không bao giờ được đánh giá là 10 điểm cả, thường là cũng 7-8 điểm thôi. Nhưng mà chính vì cái chất lượng mà nó tầm trung vậy á, nó lại không có kén người chơi các bạn. Game của Koei nó không kén người chơi, và đây chính là lý do mà tại sao mà nó được chơi nhiều và nó khá là thành công và thương mại. Nó đi ngược với một số cái tựa game khác là nó khá là kén người chơi. Thì nói chung là được cái này thì mất cái kia thôi các bạn, chứ không có cái nào mà được mà tròn vẹn cả. Nhưng mà với mình thì cái game nào mình thích thì mình cứ chơi thôi, còn ai thích hay không thì tùy. Có chung sở thích thì mà đến với nhau, còn không chung sở thích thì thôi. Có gì đâu, nói chung là không, mình không có đặt nặng cái vấn đề view hay là like hay bất cứ một cái gì cả. Vì như mình đã nói đó, mình không kiếm tiền từ YouTube, thật ra với mình thì mọi thứ đều ok, thoải mái, sao không được. Rồi đây. Rồi đây. Từ mình sẽ giải lý do mình cho hai nhân vật đi với nhau á là do là mình đang chơi chế độ khó nha các bạn. Thành ra là khi mà ý là chơi chế độ Nightmare đó, thành ra đi riêng nhiều khi đồng đội máy vô máy điều khiển nó hơi ngu, nó chết thì uổng mình. Thành ra là mình cho đi chung nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau luôn. Map này thì nó không có nhiều đường lắm. Nó cũng không có chia nhánh nhiều, thành ra là chúng ta cứ từ từ mà tiến. Không sao cả, mình tiến từ từ cũng được. Gì đây? À chắc làm chậm quá, nhiệm vụ này không tính, nó tính là không làm kịp. Rồi nhưng mà với mình thì cũng chả sao. Rồi giờ nãy quýnh nó chưa chết thì giờ chết vậy, có gì đâu. Cũng ghê gớm lợi hại đấy. Rồi đây, này thì cầm khiên thì dọa ai. Thằng bạn mình cho nó ngồi ngựa cũng là lý do đó, nó cho nó đột phá chơi. Nó còn thấy nó đột phá đã không? Nó cứ chạy nó hút làm mấy thằng kia nó bị mất cái thế thủ á. Đó, mình chỉ cần vậy thôi, không cần gì nhiều. Rồi, tiếp tục nào các bạn. Lấn lên. Đang không đầy máu thì nên kích cái này lên. Mình không có hai nhân vật của mình đều là võ sĩ, cho nên là không phải ninja, rầm mấy cái đường xanh xanh này lại không có đi được hay dở. Nếu mà cầm được ninja trong tay chơi nó khá là sướng, lúc đó mình tha hồ mà băng qua mấy cái đường tắt.
Cái game này nó có cái hệ thống đường sắt nha các bạn. Nói chung là Samurai Warriors thì nó có cái này, còn các bạn chơi Tam Quốc Chiến thì không có. Thành ra là đôi khi mình lại thích chơi chơi Samurai Warriors hơn là cái Tam Quốc là vậy đó. Không phải là do Samurai hay hơn mà tại vì nó có thêm cái yếu tố này nè, đôi khi là mình có vài con đường mình đi cho nó lẹ. Trời ơi. Ông này tính ra ổng hơi dở chỗ là cái chiêu đặc biệt của ổng nó không có cái gì gọi là hấp dẫn đó. Nó chỉ là giúp là tăng cái hồi mana cho lẹ thôi. Còn mà lấy được khá nhiều ngựa đấy, hồi ban về bán cho là đã lắm rồi nè. Qua các bạn đợi mình xíu nha, mình lại mình ăn cái thùng rồi đó, thấy thùng là phải ăn. Nó ra cái gì chưa cần biết, ăn cái ăn trước rồi đó. Rồi xong. Rồi đây từ từ mà tiến, hơi lên cứu thằng tướng mình đã, nó đang bị áp chế. Mà rơi chế độ Nightmare rồi mấy thằng này nó tào lao lắm. Rồi đây. Rồi lại phân thân bóng nữa. Rồi đây. Ok. Rồi thế là xong. Rồi mới xuống là nhiệm vụ, nói chung là cái này không phải là một nhiệm vụ này mình làm hết rồi, thành ra giờ làm lại thì cũng không được lợi mấy, thành ra là chúng ta cứ từ từ mà tiến thôi các bạn. Cứ làm đảm bảo an toàn cho phía sau, chúng ta lấn dần lên thôi. Rồi đây. Tăng tấn công rồi tăng thêm thuộc tính lên nữa thì quá đã rồi. Tha hồ mà càng. Nó không chinh nó đỡ đòn thì nó vẫn dính thuộc tính rồi các bạn. Tha hồ mà tiến. Rồi khi mà nó mạnh quá thì chúng ta tha hồ mà chơi. Đây hạ cái thằng chỉ huy cái chỗ này đó. Rồi ok, tiến được xa vậy rồi nên luôn phát. Tránh nó rush game. Rồi đây. Thấy chà. Ghê gốm lợi hại đấy. Như con Lady Hakawa này khá là mạnh nha, nó là tướng special. Bình thường các bạn sẽ thấy là nó không mạnh lắm, nhưng mà khi mà các bạn thấy là nó kích được cái đồ nó lên đó rồi á, nó khá là ok đấy. Rồi đây, ồ nó né ghê quá vậy. Rồi ok, nó kích từ chiêu lên thành ra mình mới kích, đừng tiếc các bạn, cái Nightmare đừng tiếc gì hết. Bạn mình ngồi ngựa nãy giờ nó chả mất nhiều máu. Mình đây mình mất quá trời quá đất luôn. Mình bữa nay mình sẽ ưu tiên mình luyện ông Musashi một tí. Tại vì ông Musashi đang khá là yếu so với ông Gojiro. Ông Gojiro tại cấp ổng cao hơn khá là nhiều các bạn. Rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đây. Đây bật cái này lên chịu đòn phụ. Cái chiêu phân thân bóng của con Kunoichi này nó cũng khá là ok các bạn. Tại vì nó hồi nhẹ lẹ hơn cái chiêu kia, nghĩa là nó phân bóng hàng dọc á. Chúng ta quýnh sát thương nó cao hơn, tại nó dồn sát thương vô một chỗ. Cái kia là chỉ để quét lính thôi. Đấy, cái kia nó phân thân bóng này hàng ngang. Rồi ok. Rồi xong. Rồi ok. Ây da, quên bật được chiêu lên mà thôi cũng không sao. Ây da, đau thế. Rồi đây thích thì kèo. Vô nha, tôi uống cạn ly nè các bạn. Vô mà vui hết sầu bi nào. Rồi vô cùng nhau tôi uống thật say nào. Vô mình vui cho hết ngày mai. À đây ông lướt đòn hai bơ mà còn chết mà. Đây ông bạc cai đã đi luôn rồi. Đánh rồi đối phương không kịp ngẩng mặt lên luôn. Rồi đây. Có đạn của đồng nhẫn lông ở đây thì không sợ. Nói chung là khi các bạn đã luyện nó lên được tới một mức này rồi, nó đủ chiêu hỗ trợ của nhân vật á, chơi nó khá là ok các bạn. Mình cũng đang sẽ cố gắng lấy chiêu của mấy ông này, mà tại chiêu của hai ông này thuộc dạng hơi khó lấy một xíu. À, hai ông này đều là dạng nâng từ ngoài vô. Nó vô cái đường giữa hơi khó các bạn. Thành ra muốn vô trung tâm để lấy đồ nó khó lắm. Rồi đây hay.
Đây rồi, ok, càng hơn các bạn ơi. Nhiệt tình lên. Giờ thì tha hồ mà càng. Với lại ông Musashi ông đang cầm cái cây của ông có tử các bạn ơi. Thành ra là khi mà mình kích đồ lên á, nó quýnh ra tử liên tục thì đối phương coi như là vô phương chống đỡ. Đặc biệt mình đang bật nộ lên nữa thì đối phương chịu luôn. Cái thằng cầm cờ tính ra cũng lì chứ. Mình quét dữ dằn vậy mà nó không đi. Tướng hả, từ từ để mình xử cái đồ mày đó. Nó vô đây là màn 2 của chiến dịch này các bạn ha. Ông trời, mình quýnh 999 luôn. Đây. Đòn nhẹ, đòn nặng gì, ông này quýnh rất nhanh nha bạn. Tại ông cầm xung kiếm á, ông múa. Bạn nào chơi Nioh hay chơi dựng bàn sẽ thấy mấy cái thằng cầm xung kiếm nó quýnh rất lẹ nha. Rồi thôi, đang chặn đường thôi, quay về. Lưu cái. Tao ấy lý do mình quay về là tại vì đang địch nó đang tấn công chánh tướng của mình kìa. Ấy trời. Biết canh me đấy, biết canh me đấy. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nhưng mà không đủ giỏi đi hạ anh. Chú chỉ giỏi ở mức tầm trung thôi. Mang có tử ở đây thì chú đừng có mà tào lao. Đâm vô một nhát cái khúc đó là phải canh đâm tầm xa. Nếu không thì nó đỡ các bạn. Chấp nhận mất miếng máu. Ồ, nó đang vây tướng mình ác quá rồi. Lui 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 lui. Ồ, nó không cho lui luôn hả ta. Ồ, nó chặn cửa rồi. Điều ông này về cứu nguy vậy. Thôi hồi chết tướng giờ. Nó đang vây ông Musashi của mình trong này. Đùa với Musashi à. Musashi chứ không phải Musa nha các bạn. Musa thì chả có gì đáng sợ ngoài cái khả năng tấu hài. Musa phải đi với Ojiro, còn này là ông Kojiro các bạn. Rồi đây, ok. Nãy giờ mình luyện ông này cũng nhiều rồi đấy. Rồi thôi đổi đi. Đây rồi, ông hỗ trợ tôi. Xuống ngựa. Ông này đánh thì khỏi chê. Ông này đánh là đẹp luôn các bạn. Ông này thì mình cho con thân con bún ngang. Rồi đây. Ông này là tướng nô mồ, ra ông đánh thì có thể các bạn sẽ thấy là không mạnh như ông kia mà đòn thế mà ông rất linh hoạt. Với lại tính ra ông rất là mạnh luôn nha. Đây là một nhân vật mà nhiều rất là nhiều người thích chơi đó các bạn. Wow, địch ra đông quá vậy. Nhưng mà kệ nó đông nó mới vui. Đây. Lên đi, lên đi, lên lên lên. Lên 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 đó, ổng bính ổng giống như là ổng đang múa vậy. Thường những đòn đánh hoa mỹ nó không mạnh. Và đòn đánh của ông này cũng vừa hoa mỹ mà nó vừa hiệu quả nữa, tội gì không chơi. Rồi đây. Ông công nhận ông Uzi ổng hút ghê, ghê thiệt. Hút ghê văng luôn à. Rồi từ từ. Thôi mày lụm ngựa về bán là mình giàu rồi các bạn. Hỏi là đừng hỏi là những cái võ sĩ giang hồ này kiếm ăn nhờ cách nào nha. Đây cho thấy luôn. Anh đi bán ngựa. Đúng là mấy con ngựa chiến này đem về bán là khá có giá chứ. Tha hồ mà thu hồi về mà xài. Cái gì chứ, ngựa chiến là một trong những cái chiến lợi phẩm mà nó rất là có giá luôn á. Mày thì về cơ bản là đòn nó đỡ được mà xui nó bị ông Musashi ổng hút cho một cái. Cái đòn số 4 con này thì dở cái là nó không được rộng cho lắm thôi. Thành ra đôi khi là mình đánh hụt. Ô chà, máu nhiều vậy. Võ công lợi hại dữ vậy sao, ghê, thử hay thử chiến pháp của ta. Đòn này hơi khó canh hướng, thành ra canh hụt là nó muốn chỉnh hơi khó. Đòn này thì múa hơi nhiều. Qua từ từ để lưu đã, mà không có gì chết tướng mà mình cũng có cái mà mình lưu lại. Đây. Này giỏi nhỉ. Ông kia ổng phá mình. Đòn số 2 là đòn dễ gây ra choáng nhất của mình nãy giờ. Này thì gục chưa. Trời quýnh quá trời quá đất mà cuối cùng chả được nhiêu.
Ngựa mình đâu rồi? Ngựa ơi, lại đây. Lại chả thấy nó đâu nữa rồi, trời ơi. Cái con ngựa này nó chạy lung tung quá. Rồi kệ nó không sao, có gì coi như là mình đang dụ tướng nó lại chỗ mình đi. Thế rồi thay vì mình phải đi chạy tới chỗ nó mình làm nhiệm vụ thì bây giờ mình sẽ dụ nó chạy lại chỗ thằng tướng mình rồi sau đó mình đánh luôn thể. Ông này ngồi ngựa đánh vô ngon. Ví dụ là hai ông này dạng võ sĩ thường, không phải là dạng như binh lính chính quy. Cho nên là cái đánh trận của mấy ông này nó đánh chỉ giống như là giang hồ thôi, chứ không phải là dạng như quân đội. Tuy nhiên cái này là do trong game thôi nhé, chứ ngoài đời thì ông Musashi là võ sĩ chính quy đấy, chứ không phải là dạng như võ sĩ giang hồ đâu. Ông ấy là một trong tướng, ông là tướng nhà tôi qua đấy các bạn. Rồi đây, nhưng mà tại trong game thì người ta thường hay là cho nó hóa đại chúng á, thì thường người ta không nhớ đến điều này nhiều, mà người ta nhớ đến cái chiến tích của mấy ông này nhiều hơn. Tức là mấy cái chiến tích mà đấu võ đấy. Samurai cũng đôi khi đấy cũng giống mấy ông hiệp sĩ phương Tây, nó cứ đấu kiếm. Ý mình là đấu kiếm theo cái nghĩa đen ấy nha, chứ các bạn đừng nghĩ đến đấu kiếm theo nghĩa kia, tội nghiệp mình. Còn bạn nào mà ship cặp Cloud với Sephiroth thì thôi mình chịu. Giờ các bạn ăn mặn quá mình chịu không nổi. Dù là với cái khả năng ăn mặn đó thì các bạn nên đi thi, có lẽ sẽ có địa sẽ có giải đó, chứ mình thì thua các bạn rồi. Mình thì không phải là người ăn mặn tới mức đó, mặc dù mình cũng là người ăn mặn, nhưng mà mặn quá thì ai chịu nổi. Mặn quá coi chừng bị cao máu nữa cũng mệt. Rồi đây đi đánh mấy cái thằng lẻ lẻ đó, kiểu biết kiểu gì cũng có nhiệm vụ à. Đó là chạy đánh lại, biết ngay là ông Kotaro Fuma không canh kịp là hồi ổng nhảy qua cái đường kia là mình muốn quay lại chặn ổng hơi khó. Đây đây đang không dính không cho ổng rớt luôn mà. Rồi lính nhào vô là ăn đạn ngay. Đây quên mất lại bấm tùm lum chiêu rồi. Thôi kệ nó không sao. Rồi đây vô. Rồi có vẻ như là này hai ông này đều kiếm được khá nhiều đồ chứ không riêng giọng kia đâu. À phải đánh thắng ông Torofuma bằng đòn kết hợp các bạn. Thôi đòn gì cũng được, chả cần. Để chê cái độ nightmare mà còn ráng là nhiệm vụ làm cái gì. Barack Captain nè, Barack Obama là còn chả ngán. Barack Obama đây không phải là tổng thống Mỹ nha các bạn, mà nó chính là cái trại lính của nhà Obama trong Shogun 2 ấy. Rồi đây. Wow, nguy hiểm. Ồ đúng là boss cuối các bạn, nó chế độ Namae nó quýnh cuối, nó quýnh ác chiến dễ sợ. Ây da, thì còn lợi hại quá đi, nhưng mà lợi hại kiểu này thì anh đây không có phục. Thôi rồi bật cái này lên nhanh. Cũng may là có nổ. Đây còn một con boss nữa chứ chưa ăn dễ dàng vậy đâu các bạn. Rồi gục nha. Rồi đây hay quá, có cơm nấm đi ăn rồi, đầy máu. Người ta chưa đầy mà coi như đầy đi. Nãy mém tí nữa chết rồi đấy. Ông này quýnh bây giờ chưa lên được hơn ngàn lính mà. Còn phải luyện nhiều. Hai ông này đi kiếm tiền ngon dễ sợ. Quýnh tiền nó lên vô luôn, mặc dù không có ra cái chiêu lấy tiền. Phần tự tại bữa giờ mình xài cũng không có nhiều, tại tốn tiền dưới là cái khúc mà leo tháp á các bạn. Cái khúc đó nó khá là tốn, tại leo tháp nó tốn của mình cái gì quên tiêu ta tiền. Nếu mà mình lên tầng cao á chứ mình leo tầng 1 thì có chả có cái gì chờ lấy. Ê trời ơi, sao ông Kojiro này ông chịu đòn yếu dữ vậy ta, mới vừa đầy máu xong rồi lại bị nữa rồi. Rồi Lady Hakawa gục rồi. Lấy được đồ vàng luôn, không phải vừa đâu á. Rồi đây lấy thêm cái băng, phân phân bóng. Không dùng cái gì lấy được thì cứ lấy. Đeo hai cái chiêu bóng là để xài chiêu này rồi, còn chiêu kia
mà giờ nghĩ lại xem ra chắc là đem một chiêu hơi lỡ bấm nhầm, phải bấm nhiều lúc bấm nhiều quán tính đó các bạn. Rồi đây thắng luôn đấy. Cái chiêu của ông này nhìn hơi tà các bạn, nhưng mà khá là hiệu quả. Nhưng mà nhìn thì không có cảm tình lắm, tại nhìn nó hơi tà đạo xíu, mà tại vì do người dân Nhật Bản khá là đánh giá cao Musashi á các bạn không, thành ra ông Kojiro này đôi khi là hay bị nhìn nhận như là một cái người mà phản diện xíu. Mặc dù là mình đọc thì mình thấy ông này cũng chả có cái hành động gì gọi là xấu lắm, ổng giống như là chỉ là cái người thích đấu kiếm thôi chứ cũng chả có vấn đề gì. Rồi đây, cái này phải dùng cái con Kunoichi mới được, cái này thôi khỏi không cần. Rồi 38, ông này lên 42, ủa 42 mà sao yếu vậy. Rồi ô cái kiếm này ngon này, đó kiếm phải kiếm dày mới được. Cây này cũng tạm được, cây này cũng ok, cây này quá ngon, 6 vòng luôn các bạn. Mà không có tử, không có tử thì lại hơi bèo. Cây này thì cũng, cây này bèo hơn một chút, cây này thì tào lao. Ok được nè, nhưng mà nó 20 thì không có ý nghĩa gì. Đó, đợi cây cây giống vậy thôi. Đúng là Nightmare chơi nó ra dễ ra đồ tốt các bạn. Một phần nữa tại vì bắt đầu mình luyện được cái skill lấy đồ cho ông Kojiro rồi các bạn. 5, 5, 6, 4, trời ơi sao mà bèo thế. Đúng là mấy ông này chưa có chiêu lấy ngọc, hoặc có thì mới level 1 nên nó lấy chưa được nhiều. Rồi ok đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.